những lúc mà nó nóng mình ngồi đây là muỗi này, nó bẩn nó bốc lên, hai là nó hăng hăng lên rất là khó chịu. Ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của những người dân ở đây, kinh khủng lắm, bẩn lắm, phải đeo khẩu trang vào cho nó đỡ mùi. Nhà là phải đóng cửa hết. Chỗ này nó diễn ra năm sau ngày hôm nay. Những cái lúc thế này á, nó mùi nó hôi thối, nó bẩn kinh lắm. Sông Từ Hồ, Sài Thị có nhiệm vụ tưới tiêu trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên với chiều dài 18 km, chảy qua địa bàn thị trấn và một số xã như Phùng Hưng, Đại Hưng, Thuần Hưng. Tại khu vực qua địa bàn thị trấn, lượng rác thải lớn đang bị ùn ứ, trải dài khoảng 700 mét, trong đó có cả xác động vật chết bốc mùi hôi thối đang ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống ven sông. Tình trạng rác thải ùn ứ vẫn diễn ra thường xuyên là do không được khơi thông dòng chảy bởi cống Vân Trì và Sài Thị đang đóng để giữ nước tưới. Lại là địa phương nằm cuối trục sông nên lượng rác ùn ứ phát sinh nhiều. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Châu Giang có nhiệm vụ trục vớt rác thải trên sông qua địa bàn. Tuy nhiên để trục vớt được rác phải đợi lượng rác dồn về cống Từ Hồ, Sài Thị. Thế nhưng trục sông hiện đang vướng các công trình cầu thi công nên khó xử lý. Mặt khác, đơn vị này cũng đang khó khăn về nguồn lực tài chính.